Hi, chào tất cả quý bà con nông dân mình nha. Thì sau lưng của Nam đây là một cái cây sầu riêng, chắc lẽ là khá là nhiều bà con nông dân mình cũng biết tới cái cây sầu riêng này. Thì nhìn vào cái màu lá thôi, nhìn vào cái màu lá thì chắc lẽ quý bà con nông dân mình biết nè. Đó, đây là một trong những cái sầu riêng mà hiện tại giờ cũng đang nổi tiếng ở miền Tây của mình, cả thậm chí cả miền Đông. Đó là cái cây sầu riêng Musakin. Thì một số anh em thì cũng có hỏi Nam là cái cây sầu riêng Musakin này nè, nó dễ trồng không? Và nó trồng thì nó sẽ khác với thằng ghi sáo hay là mỏng thon hay không? Thì mình cũng xin ngày hôm nay mình cũng làm cái video để chia sẻ đến tất cả với con nông dân của mình là sầu riêng Musakin đặc chất là nó rất là dễ chăm sóc nha. Đối với trường hợp là cây ghi sáo hay là cây mỏng thon gì đó, nhưng mà đặc biệt thì cây Musakin thì nó rất là dễ chăm sóc so với những cái giống sầu riêng khác nha. Thì khi mà chúng ta trồng thì vừa rồi thì lúc mà giai đoạn trồng thì Nam có làm clip đó. Nam có làm clip, nếu mà bà con nông dân nào mà vô xem lại thì sẽ biết, hoặc là ai mà có xem video của Nam rồi sẽ biết lúc giai đoạn đó thì Nam mua cái cây sầu riêng Musakin này về thì cây nó còn khá là bé. Thì ngày hôm nay thì cái thành quả được như thế này đây. Thì Nam trồng nè, thì trồng xuống thì Nam cũng tưới kích rễ định kỳ, tưới kích rễ rồi Nam phun những cái dòng dinh dưỡng qua lá định kỳ. Như chẳng hạn là Nam tứ là cái đợt đó Nam tứ là tứ cái xô ra rễ giọt đọt sầu riêng á, Nam cộng thêm cái gói ca cu kẽm. Nam tứ ở dưới rễ là cứ tầm khoảng là 10 ngày Nam sẽ tứ một lần. Rồi cái thứ hai nữa, trên lá thì Nam phun giọt đọt sầu riêng nè, thuốc gầy nè, rồi thêm cái dòng amino combi 79. Nếu bà con nông dân nào có xịt cái dòng amino combi 79 sẽ thấy là cái gì, lá sầu riêng của chúng ta nó rất là xanh dày, nó xanh nó dày giống như mình nói nôm na là nếu mà cái ánh nắng mặt trời mà nó chiếu vào á thì quý bà con nông dân của mình tưởng đâu là mình tha một cái lớp dầu vô á, nó bóng cái lá của mình. Thì đây là cái thành quả ngày hôm nay, cái cây sầu riêng nó đang phát triển lên rất là tốt luôn. Đất của miền Tây thì trồng sầu riêng thì mình sẽ trồng là trồng ghi sáo thì nó dễ bị thối rễ lắm, nó dễ bị nấm phù sa gâm với nấm phi tớp nhà nó xâm nhập vào. Nhưng mà đặc biệt thì sầu riêng theo như hiện nay giờ Nam biết sầu riêng Musakin thì cái độ phát triển của cái cây sầu riêng Musakin nó rất là nhanh. Nếu mà quý con nông dân của mình áp dụng đúng kỹ thuật rồi nó trồng là nói chung là rất là nhanh luôn á, sầu riêng Musakin nè. Thì cây lúc đầu thì Nam lựa chọn những cái cây đi tàn ngang chứ không có gọi là những cái nhánh gọi là quạt mo á, xương cá á, mọi người. Thường thường thì quý con nông dân mình sợ nhất là cái cây sầu riêng mà bị xương cá gì sao lớn á. Nhưng mà đặc biệt Nam á thì Nam sẽ chọn những cái cây ưu tiên là cái cây đó sẽ đủ chi, và thứ hai nữa là nó sẽ đi tàn ngang. Như chẳng hạn là đây nè, đây là những cái tàn ngang nè. Đó. Nè, anh em cũng đang tắt tỉa cái sầu riêng ghi đang cắt tỉa luôn. Thì đây là cái sầu riêng này thì cây con, thì quý bà con nông dân của mình á, mình phan hả, đừng có gãy phân. Mình đừng có gãy phân tại vì đặc tính của cái cây sầu riêng con này nè. Mình gãy phân sớm quá cũng không có hay. Biết là không hay là sao? Có nghĩa là cái cây của chúng ta nó mới vừa bắt rễ. Thì chúng ta khi chúng ta gãy phân vô á thì nó sẽ nhiều khi nó sẽ cháy cái rễ con của chúng ta, rễ màng á. Thì bởi vì ra là gì, giai đoạn thường là Nam khuyến cáo cho tất cả quý con nông dân của mình á thì mình tứ định kỳ thôi. Tứ định kỳ là có nghĩa là mình tứ kích rễ á, mình tứ kích rễ như chẳng hạn là cái xô ra rễ giọt đọt sầu riêng á, rồi mình tưới định kỳ. Mình tưới định kỳ thì mình sẽ tầm khoảng từ 15 ngày chúng ta tứ một lần cũng được. Ở trên đọt thì khi mà giai đoạn lá già vậy nè thì quay ngang mình ngưng thuốc rầy rồi, tại vì cái giai đoạn này bắt đầu là con rầy nó sẽ không có chích thuốc vào được. Khi nào mà nó hé lưỡi giáo ra thì bắt đầu chúng ta sẽ phun thuốc rầy cộng với thuốc dưỡng rồi thì nó xong. Thì cứ định kỳ, khoảng mình phun định kỳ thôi, sầu riêng là mình phải phun định kỳ thì cây sầu riêng con nó mới nhanh phát triển. Như quý bà con nông dân mình thấy không, trồng xuống thì cũng khoảng bao lâu đâu, được khoảng bao lâu đâu mà cây sầu riêng Musakin bữa nay nó phát nè. Cái này là chặng vừa rồi là Nam cũng chưa cho, giai đoạn này Nam cũng chưa cho ăn phân luôn nha. Từ lúc trồng tới ngày hôm nay Nam cũng chưa ăn phân luôn, chỉ là gì, tưới kích rễ phun dưỡng đọt thôi mà cái cây nó đã phát gì rồi nè.
Còn phân ở đây á, thì cây con này nè, cây con á, quý bà con nông dân mình á, đừng có gãi phân NPK hay còn gọi là phân hóa học á. Phân hóa học á, giai đoạn này mình đừng có gãi, giai đoạn này rất là mặn cảm. Khi mà quý bà con nông dân của mình gãi vô, nhiều khi nó trúng cái hay gãy là bắt đầu gãy của chúng ta nó sẽ bị cháy đi, cháy cái gãy màng thì cây của chúng ta nó sẽ bị si. Bởi vì ra nếu mà giai đoạn này trồng rơi vào tầm khoảng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cây nó phát lên rồi, thì giai đoạn này nếu mà chúng ta gãi phân á, thì chúng ta ưu tiên cho những cái dòng gọi là phân hữu cơ, như chẳng hạn là hữu cơ 07 thì bắt đầu năm gãi thì một gốc như này khoảng nửa ký, không nhiều đâu, một gốc này năm gãi khoảng nửa ký để cho nó cung cấp cái hàm lượng dinh dưỡng và tăng cái hệ vi sinh vật cho đất lên, giúp cho cái cây sầu riêng nó sẽ nhanh phát triển hơn và lá nó sẽ bự hơn đó. Rồi cái thì cứ định kỳ thì tầm khoảng khi mà chúng ta thấy cơ đọt dài nè thì chúng ta sẽ gãy phân thôi, cơ đọt dài nè gãy phân để cho nó kích thích được đủ hàm lượng dinh dưỡng thì cây của chúng ta nó ra đọt, ra nó mập được. Đó, thì đây là sầu riêng thành quả như ngày hôm nay, vô thấy cái sầu riêng Musakin mà phát cái này là phái rồi nha. Thôi thì Nam kết thúc video tại đây nha mọi người.